Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình airdrop nhận 0.25 token có cái hiệu là LFI. Một token này vào ngày, nó sẽ phân phối vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 các bạn. Và mã giao dịch của token này nó sẽ lên sàn Hobbit và Uniswap các bạn. Chen để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả, mở cái Telegram các bạn, start chat cho bot các bạn. Dạo gần đây trên bot Telegram quá sức cam các bạn ơi. Các bạn bấm continue các bạn. Rồi các bạn bấm 33 phần 3 bằng 36. Rồi nhiệm vụ thì cũng như thường lệ các bạn vô kênh group kênh seller các bạn. Okay, các bạn em các bạn làm đây đó đi các bạn. Coi như là mình làm lúc gần gọi lúc vui thôi các bạn. Chứ ai góp mình không có hy vọng, không đặt niềm tin vào những cái nguồn ai gấp các bạn. Nó về thì về, còn không về thì mình không biết sao luôn. Quá tờ nó sợ cam. Rồi những dáng ha, mình tìm những dáng mà có cái, rồi follow thì các bạn like các bạn. Mình tìm những dáng là ngon ngon không mà tay sợ cam, hình ảnh có thông neo này nọ đồ, những dáng chất lượng không mà còn không về nữa. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha bạn. Theo qua thì các bạn theo dõi nha bạn. Và các bạn cũng like nè một cái nè. Và tôi quyết là cái nha bạn. Thôi các bạn chờ chút xíu nha bạn. Rồi các bạn cũng test lại đi nha bạn. Rồi các bạn trả lời con bot Telegram của mình nha các bạn. Request cho pinbot, các bạn nhập vào pinbot trước. Thử coi cái bài pinbot nào. Rồi các bạn like cái bài này nha các bạn. À các mình đã tự quyết rồi thì thôi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn cũng chạy về mod lại thêm đi các bạn. Đủ cũng khá là đơn giản, chỉ có nhiều thôi bạn. Và bấm don nè. Rồi các bạn cũng bấm don tiếp tục các bạn. À còn new follow and request comment bên bot. Rồi các bạn điền lại cái địa chỉ username trang trader của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn mở trang trader của bạn ra sẽ thấy cái username thôi các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn cũng bấm don nha các bạn. Bot send IC20 wallet. Rồi các bạn gửi địa chỉ với chút wallet, máy xe wallet, địa chỉ với IC20 nha các bạn. TTC20. Lúc sớm mọi người ở các bạn video hướng dẫn rút tiền cái đồng ấy, nên mình thấy trên tờ quýt của nó ta tạm ngưng, nên mình cái video kia mình chỉnh chế độ riêng tư cho tất cả các bạn. Để sáng mình cũng xử lý. Mình không có test kỹ nên mình rút luôn. Chắc con đó chắc không về quá. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Rồi đây là link ghép của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn cái việc lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm token nha các bạn. Vậy rồi balance này thì số dư nó sẽ gặp 66 giờ nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.